Okiniiri là một cái cụm từ mà mình nghĩ là được sử dụng vô cùng thường xuyên trong hội thoại và giao tiếp với người Nhật. Khi mà mình muốn nói là cái món ăn mà mình yêu thích nhất đó là này, hoặc là cái trang phục mà mình yêu thích nhất đó là này, hoặc là cái môn học mà mình yêu thích nhất đó là này, hoặc là cái công việc mình yêu thích nhất đó là, thì chúng ta hãy sử dụng cái cụm là Okiniiri. Ví dụ như nếu như mà mình muốn nói là sô-cô-la là cái món mà mình yêu thích nhất chẳng hạn, thì mình sẽ nói là Watashi no okiniiri wa chocolate desu. Hoặc ví dụ bạn muốn nói là cái mùa mà mình yêu thích nhất đó là mùa xuân chẳng hạn, thì mình sẽ nói là Watashi no okiniiri no kisetsu wa haru desu. Thì ngày hôm trước lúc mà mình học hội thoại 1-1 với cô người Nhật, thì cô có hỏi mình một cái câu đó là cái nơi mà yêu thích nhất ở trong cái căn nhà của mình là gì, thì cô có nói là Hong-san wa ie no naka de ichiban okiniiri na baso to ka wa arimasu ka? Thì bây giờ mình sẽ trích dẫn cái đoạn đó để cho các bạn cùng nghe và có cái phần sắp để các bạn có thể shadowing theo và học theo một số các cái cách diễn đạt mà cô đã nói ở trong cái đoạn hội thoại đó nhé. Ngoài ra thì cái đoạn cuối của cái phần hội thoại thì cũng có cái cách sử dụng của are mà như ngày hôm trước mình cũng đã nói ở trong một cái video để nói về cái cách sử dụng của are. Thì mình đã làm rất là chi tiết cụ thể trong một cái video ở gần đây rồi, các bạn có thể lội lại để xem lại cái video đó và cùng lắng nghe cái đoạn hội thoại ngày hôm nay nữa để có thể nhớ và áp dụng cũng như là sử dụng cái từ are đấy trong cái trường hợp thực tế mà mình bắt gặp ở trong đời sống hàng ngày nhá. Nào, bây giờ chúng mình cũng nghe nha. Hong-san wa ie no naka de ichiban okiniiri na basho to ka arimasu ka? Okiniiri basho wa koko desu. Watashi no jimuso desu. ご自宅の中に、事務所があるんですか？事務所というか、まあ、作業場というか。はい、作業場があります。リラックスできる場所かなと思っています。仕事でピリピリするというか、いうわけではなく、リラックスできるんですね。はい、そうです。一日の中でそこにいる時間が結構長いですか？はい、ずっと朝から夜まで動いています。ねえ、そうですか。家事をしながらね。そうです。私も長くパソコンに向かう時間が増えたので、なんというか足を動かさない時間が増えましたね。で、これがだんだん腰が痛くなったりね、膝が痛くなったりするんですよね。まあ、急にジョギングはあれなので、ウォーキングから始めた方がいいかもしれませんね。ですね。でも暑いから今は外出られないでしょう。Và đó là một trong những cái nội dung mà mình trích dẫn ở trong cái khóa học hội thoại Kaiwa 1-1 với người bản xứ ở bên mình. Tất cả các cái nội dung này thì nó sẽ được cá nhân hóa, có nghĩa là mỗi người thì nó sẽ có những cái câu chuyện khác nhau, những cái nội dung khác nhau. Và nếu như mà bạn nào đang muốn cải thiện cái khả năng hội thoại giao tiếp của mình thì đừng ngần ngại inbox cho mình ở trên fanpage Học Tiếng Nhật Cùng Mao nhé. Ra nè.